Khi PSG thua Monaco 1-3 ở League 1 một tháng trước, cố vấn kỹ thuật Luis Campos xông vào phòng thay đồ và mắng mỏ đội bóng. Cơn thịnh nộ của Campos khiến Christophe Gauthier nổi giận, qua đó càng làm rạn nứt mối quan hệ đang trên bờ vực đổ vỡ. Tương lai của Gauthier tại Parc des Princes không còn được đảm bảo. Nhưng lẽ ra họ phải hành động sớm hơn, ở thời điểm Bayern chưa tiếp cận và sau đó nhanh chóng đạt thỏa thuận bổ nhiệm Tuchel. Tuchel là huấn luyện viên duy nhất giúp PSG vào tới chung kết Champions League trong lịch sử. Theo Goal, trong 24 giờ kể từ khi có tin Tuchel đồng ý dẫn dắt Bayern, phía PSG cảm thấy thất vọng. Mục tiêu hàng đầu mùa hè ở băng ghế chỉ đạo giờ đã vượt khỏi tầm tay. Ngay cả huấn luyện viên Tuchel cũng không nghĩ tới viễn cảnh làm việc tại Bayern. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và thật bất ngờ. Tôi không mong đợi và không có liên lạc trước, cựu huấn luyện viên Chelsea phát biểu trong buổi ra mắt câu lạc bộ mới. Điều này chứng tỏ PSG có cơ hội, nhưng rồi, hùm xám không biết từ đâu xuất hiện và khiến đại diện League 1 trở tay không kịp. Campos chịu trách nhiệm một phần. Trước kia, ông bán Kylian Mbappé và Bernardo Silva khi còn ở AS Monaco. Ông làm điều tương tự ở Lille, đưa Nicolas Pepe đến Arsenal với mức phí kỷ lục tại sân Emirates. Thành tích nhận diện tài năng của ông càng ấn tượng hơn khi phát hiện ra những cái tên như Fabinho, James Rodriguez và Anthony Martial. Ngược lại, dấu ấn của Campos tại PSG khá mờ nhạt. Câu lạc bộ khao khát những ngôi sao và bản hợp đồng lớn. Do đó, không có viên kim cương nào để PSG khai quật. Nhưng Campos, với tư cách một cố vấn thể thao hiểu biết về bóng đá, lẽ ra có thể thấy trước khi nào tình hình đi xuống và cần hành động. PSG hướng tới những nhà chiến thuật thông minh và có tư tưởng tiến bộ. Đó là lý do Gauthier và Mauricio Pochettino được chọn. Nhưng quan trọng hơn, PSG cần một huấn luyện viên tạo nên sự đoàn kết và có khả năng làm chủ phòng thay đồ. Chiến lược đó ban đầu được cho là đi đúng hướng với Carlo Ancelotti. Nhưng tiếc là vị huấn luyện viên người Italy tìm một công việc khác trước khi dự án thật sự thành công. Unai Emery hay Pochettino cũng sớm bị những cái tôi chèn ép ở Parc des Princes. Tuchel, trong nhiệm kỳ đầu năm 2018 đến năm 2020, vẫn là một huấn luyện viên đang loay hoay vươn tầm bản thân. Nhưng ông chứng tỏ được năng lực đưa PSG với Neymar và Kylian Mbappé là trụ cột vào tới chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Sau này, chỉ có xung đột với cựu giám đốc thể thao Leonardo mới khiến ông mất việc. Hiện tại, nhà cầm quân 49 tuổi trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn và những thử thách như tại PSG có lẽ không làm khó ông. Hè này, PSG có thể vung tiền giữ Messi, Mbappé hoặc thậm chí tiếp tục đặt niềm tin vào Neymar. Họ sẵn sàng thực hiện các bản hợp đồng tên tuổi khác để bổ sung vào một đội hình chưa hoàn hảo. Nhưng họ có nguy cơ, một lần nữa, sai lầm trong việc bổ nhiệm huấn luyện viên. Trong khi đó, mục tiêu trong mơ là Tuchel có thể đang tạo dấu ấn ở nơi khác. Julian Nagelsmann có thể tới Paris. Dù vậy, mối quan hệ rạn nứt của vị huấn luyện viên trẻ này với cấp trên và phòng thay đồ ở Bayern có thể lặp lại với PSG. Khi ấy, nhà vô địch League 1 có thể rơi vào cảnh tìm kiếm một huấn luyện viên không hoàn hảo để đảm nhận một vị trí còn nhiều khiếm khuyết. Sau những kết quả không tốt ở giải quốc nội và bị loại khỏi Champions League, PSG lẽ ra nên quyết đoán hơn. Tuchel sẵn sàng tái xuất nhưng PSG chần chừ. Hùm xám chỉ kém Dortmund một điểm trên bảng xếp hạng Bundesliga vào tứ kết Champions League và cúp quốc gia Đức. Dù vậy, họ quyết định sa thải Nagelsmann và bổ nhiệm Tuchel để tránh đối mặt với nhiều sự cạnh tranh trong hè 2023. Nếu giúp Bayern vô địch Champions League trong mùa giải này hoặc mùa tới, Tuchel có thể khiến đội bóng thủ đô Paris phải hối hận.